Bản tin hiệp hành cập nhật thông tin và tài liệu thường hội đồng giám mục thế giới. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin hiệp hành số 9 thưa quý vị và các bạn về việc soạn thảo tài liệu làm việc cho đại hội thường hội đồng vào tháng 10 tại Roma thì từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 4 vừa qua một nhóm chuyên gia đến từ năm châu lục đã họp nhau tại trụ sở của ủy ừ ban thư ký thường hội đồng tại Roma để làm việc và phân định về giai đoạn châu lục và làm việc trên bảy văn kiện chung kết của các khóa họp hay là các hội nghị thường hội đồng ở giai đoạn châu lục từ đó sẽ soạn thảo tài liệu làm việc hay còn gọi là Instrumentum laboris cho đại hội thường hội đồng vào tháng 10 năm nay năm 2020 23 và công việc của các tham dự viên thì bao gồm là chia sẻ về giai đoạn châu lục nói chung và về kinh nghiệm sống trong bảy khóa học cấp châu lục nói riêng. Sau đó thì các tài liệu đúc kết, tài liệu chung kết mà Ủy ban Thư ký của Thượng Hội đồng nhận được từ các châu lục, xét như là thành quả của sự phân định mang tính cộng đồng của dân chúa khắp nơi sẽ được phân tích chi tiết nhằm làm nổi bật những căng thẳng và ưu tiên cần được nghiên cứu sâu hơn trong đại hội vào tháng 10 này. Kế đến có một thông tin là vào lúc 11 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 4 vừa qua thì tại phòng báo chí tòa thánh cũng đã diễn ra cuộc họp báo kết thúc giai đoạn thứ hai tức là giai đoạn lục địa của tiến trình thường hội đồng và Vatican News tiếng Việt cũng đã cử đại diện tham dự và đặt câu hỏi. Trong bản tin kỳ này chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những điểm bàn luận chính yếu của cuộc họp báo này. Thành phần chủ trì cuộc họp báo bao gồm Đức Tổng giám mục Timothy Jones-Costell, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc, Sir Natalie Beckard, phó tổng thư ký thường hội đồng đức ông lucio andreas ruiz tổng thư ký bộ truyền thông linh mục iacin de steven thành viên bộ cổ vũ các kitô hữu hợp nhất trong phần trình bày của mình thì Đức Tổng giám mục Timothy John Costant đã chia sẻ đôi điều về kinh nghiệm thực tế của các khóa họp lục địa. Ngài nói thế này, mặc dù tôi chỉ tham dự một trong số các khóa họp, nhưng hiểu biết của tôi khi nói chuyện với những người tham dự khác và cũng từ việc đọc lại từng tài liệu của từng khóa họp thì mỗi khóa họp đều có một cái phong cách và nội dung khá là khác nhau và mang tính đặc thù. Điều này theo Ngài là được mong đợi do các bối cảnh xã hội và giáo hội rất khác nhau. Điều này cũng chỉ ra một khía cạnh rất quan trọng của tính hiệp hành, đặc biệt là khi chúng ta nghĩ về tính hiệp hành trong bối cảnh của một giáo hội toàn cầu và phổ quát, có nhiều hơn một cách, Ngài nói, để trở nên một giáo hội. Sự đa dạng lớn lao này đã trở thành một thực tế trong giáo hội của chúng ta, và chúng ta đang thực sự trải nghiệm sự hiệp nhất sâu sắc, không phải dựa trên một sự đồng nhất cứng nhắc. À, ngài tiếp lời rằng là tôi nghĩ đây là một phần của tiến trình thượng hội đồng chúng ta được hướng dẫn để nhận ra mình là một phần thiết yếu trong thực tại của giáo hội chú ý đến tiếng vang của kinh nghiệm hy vọng và ước mơ của chính chúng ta để mà xác tín của chúng ta về giáo hội mà chúng ta nghe thấy trong tiếng nói của các hội đồng lục địa khác đồng thời chúng ta sẽ cởi mở hơn với những ước mơ khác những hy vọng khác và những xác tín khác và trong tất cả những điều này chúng ta lắng nghe cẩn thận và chăm chú và mong đợi tiếng nói và tiếng gọi của Chúa Thánh Thần sẽ đến qua tất cả những tiếng nói ấy để tìm thấy một sự hài hòa trong những điều mà đôi khi ban đầu có vẻ giống như là sự bất hòa rồi rồi Ngài cũng nói tiếp một phần quan trọng của tiến trình thường hội đồng đó là thực hành đối thoại thiên liêng hay là đối thoại trong Chúa Thánh Thần. Trong đó mỗi người được mời gọi, nói, chia sẻ một cách cởi mở và trung thực về những gì họ khám phá được. Đồng thời cũng chú ý lắng nghe và lắng nghe, không có thái độ phòng thủ đối với người khác. Ngài nói chúng ta được mời gọi nhìn nhận nhau như những người bạn đồng hành trên cùng một hành trình của cuộc sống và đức tin, chứ không phải là những đối thủ hay chiến binh rồi à, kế đến sir nathalie beckard nhìn nhận giai đoạn lục địa là một trong những khía cạnh đổi mới nhất của tiến trình thường hội đồng theo sơ thì giai đoạn lục địa nhằm khuyến khích việc tạo ra hoặc là củng cố các liên kết của các giáo hội địa phương lân cận, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ giữa giáo hội phổ quát và giáo hội địa phương. Về vấn đề này thì tại mỗi khóa học lục địa, một số thành viên của ban tổng thư ký, à, trong đó có sơ Natalie, đã đến tham gia vào tiến trình cùng bước này với tinh thần lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm. Sơ Natalie cũng đề cập đến tầm quan trọng của những trải nghiệm ngoài tài liệu làm việc. Sơ đưa ra một ví dụ, ví dụ như là ở khóa học ở Trung Đông ở Lebanon, sau cái trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thì đã có những cái chủ đề rất là thời sự để mà bàn luận tại các khóa học. Và sơ cũng cảm nhận được niềm vui của các khóa học ở cấp độ châu lục, thành quả của việc chia sẻ với nhau giữa các giám mục, linh mục, giáo dân nam nữ và tu sĩ và giữa các giáo hội địa phương khác nhau. Theo sơ thì sơ nhận thấy đối với một số người ở châu Phi, đây là lần đầu tiên họ đi ra khỏi đất nước của họ để có thể đến được với Addis Ababa tại Ethiopia để tham dự khóa học. Theo sơ, con đường hiệp hành như là một sự trao đổi quà tặng. Quà tặng hay là đặc sủng của mỗi châu lục sẽ làm nổi bật thêm một khía cạnh quan trọng đối với thường hội đồng. Chẳng hạn như là ở châu Đại Dương thì vấn đề chăm sóc tạo vật, được bàn luận nhiều rồi hay là vấn đề đại kết và phụng vụ được bàn luận nhiều ở trung đông rồi giáo hội là gia đình của thiên chúa và tầm quan trọng của việc lắng nghe được quan tâm ở châu phi rồi sự nhấn mạnh về chiều sâu nội tâm hay là sự hòa hợp ở châu á về đối thoại liên tôn và tình huynh đệ nhân loại đối với người hồi giáo ở trung đông à, theo sơ natalie thì những tham dự viên các khóa họp thuộc hội đồng lục địa đã rất xúc động khi thấy roma đến với họ để lắng nghe và ở bên họ trong một cái tinh thần đồng hành như thế. Kế đến thì Đức ông Lucio Andreas Ruiz gợi nhắc bối cảnh kỹ thuật số à, Ngài để trong ngoặc kép Cứ như là 10 người thì Ngài trưng ra là có 7 người sử dụng điện thoại di động Như vậy thì 64% dân số thế giới online trực tuyến và 4,5 tỷ người sử dụng mạng xã hội trên toàn thế giới, tức là gần 60%. Do đó, một thượng hội đồng kỹ thuật số là điều cần thiết. Đó cũng là một thượng hội đồng của giáo hội với cùng một mục tiêu, cùng một phương pháp nhưng được thực hiện trong không gian kỹ thuật số. Và theo ngài thì điều quan trọng cần nhấn mạnh là thường hội đồng không phải là kỹ thuật số dựa vào những công cụ kỹ thuật số mà thôi, nhưng nó còn dựa vào nơi nó diễn ra, thời gian, người tiếp nhận, ngôn ngữ và cách thức nó diễn ra, tức là trong cái không gian kỹ thuật số mà chúng ta đang sống đây. Theo ngài thì thường hội đồng kỹ thuật số đến từ chính dân chúa hiện diện trong các mạng lưới. Điều này xảy ra như là một kinh nghiệm truyền giáo nhưng mà chúng ta tự hỏi là ai có thể tham gia vào thượng hội đồng kỹ thuật số này một mặt thì cha cho biết các nhà truyền giáo những người truyền giáo kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng đặc biệt là những người trẻ đó vai trò của các bạn trẻ trong cái vấn đề là cùng hiệp hành với nhau trong không gian kỹ thuật số là như thế đó. trên không gian mạng thì kỹ tô hữu không chỉ được kêu gọi truyền giáo không chỉ chúng ta đăng những cái bài viết này viết kia nhưng cũng cần thiết phát triển ơn gọi kỹ tô hữu ở trên không gian mạng để mà giúp đỡ, đồng hành, rao giảng, dành thời gian cho những người khác, những người đang có nhu cầu. Mặt khác thì thượng hội đồng kỹ thuật số cũng bao gồm cả những người theo đạo, những người muốn trau dồi đức tin, những người muốn hiểu biết thêm hay những người lần đầu tiên tiếp cận với đức tin. Đó là những người cần được giúp đỡ, những người nghi ngờ về sự phong phú và sự đa dạng của dân chúa trên thế giới. Theo thống kê thì thượng hội đồng kỹ thuật số đã tiếp cận được với dân chúa ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là từ lứa tuổi 18 đến 40 và trên hết là một lượng lớn dân số trẻ, trong số này thì 30% là người ngoại đạo hoặc là đang cảm thấy mình xa giáo hội. Bây giờ thì họ trở nên thích thú với con đường hiệp hành, ngang qua cái không gian kỹ thuật số này, thượng hội đồng, ngang qua trang web và cái cổng thông tin của Thường Hội đồng đã nhận được 150.000 bản trả lời câu hỏi hoàn chỉnh từ 115 quốc gia bằng 7 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có khoảng 20 triệu người theo dõi và tham gia vào sáng kiến này. Những người trẻ tuổi đã tìm thấy một sự năng động về thời gian, hình thức và phương pháp phù hợp hơn với họ. Những người ngoại đạo và những người ở xa giáo hội đã tìm thấy được một con đường xích lại gần nhau hơn và đối thoại để cho phép họ bày tỏ bản thân và tiếp cận họ một cách tự do hơn và cuối cùng thì là phần uh, trình bày của cha iacin de steven trước khi đến với phần trả lời phỏng vấn của các phóng viên theo như cha iacin thì bộ cổ võ các kỳ thủ hiệp nhất đã đề nghị với ban tổng thư ký của thường hội đồng tổ chức các hội nghị về tính hiệp hành trong các truyền thống kitô giáo khác nhau cha iacin cũng gợi nhắc tuyên bố của đức thánh cha liên quan đến các hội nghị này ngài nói đức thánh cha con đường hiệp hành mà giáo hội công giáo đang theo là và phải là đại kết cũng như con đường đại kết chính là hiệp hành và đại kết trước hết là một sin odos một cuộc hành hương được thực hiện cùng với các kỳ thủ khác nói cách khác không chỉ phong trào đại kết góp phần vào tiến trình hiệp hành đang diễn ra mà cả tiến trình thượng hội đồng về hiệp hành của giáo hội công giáo cũng là một đóng góp cho phong trào đại kết và trong buổi họp báo thì phóng viên của Vatican News tiếng Việt cũng đưa ra một câu hỏi đó là bởi vì Thượng Hội đồng và giáo hội hiệp hành sẽ không bao giờ ngừng lắng nghe cho nên ngay khi chúng ta vừa mới kết thúc giai đoạn châu lục và có vẻ như là mọi sự lắng nghe sẽ đang được chấm dứt để mà tiếp tục với vấn đề làm việc với các tài liệu của các chuyên gia thì à, chúng tôi đã đưa ra câu hỏi là liệu có một cái cách thức nào đó kỹ thuật số hay là bằng bất kỳ phương thức nào để cho người giáo dân việt nam cũng như là tín hữu châu á có thể tiếp tục đóng góp ý kiến cho thường hội đồng hay không thì đức ông lucio andrian ruiz tổng thư ký của bộ truyền thông à, đã thay mặt à, nhóm chủ trì uh, cuộc họp báo trả lời rằng là uh, họ sẽ cố gắng huy động thêm một đội ngũ uh, các chuyên gia về truyền thông để xây dựng một cái uh, app một cái ứng dụng uh, để có thể uh, tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của tất cả tín hữu từ khắp nơi trên thế giới ngay trong cái giai đoạn này khi mà các cái uh, tài liệu đúc kết đã được gửi về À, thì chúng ta sẽ chờ xem coi là à, thường hội đồng sẽ tiếp tục mở ra những sáng kiến nào và hy vọng là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có cơ hội để đóng góp ý kiến của mình trực tiếp về cho thường hội đồng và tiếp theo lời thì sir natalie cũng nói rằng là à, tôi thì không rành về vấn đề kỹ thuật lắm đó là chuyện của bộ truyền thông nhưng mà à, ít nhất tôi nghĩ rằng giáo hội của chúng ta sẽ luôn luôn là một giáo hội tương quan nghĩa là từ nay chúng ta sẽ luôn luôn sẵn lòng mở ra để đón nhận ý kiến của người khác thì để theo dõi kỹ hơn quý vị có thể theo dõi video phát lại của cuộc họp báo được đăng trên kênh YouTube của Vatican News. Và ngay sau đây chúng ta sẽ lắng nghe chia sẻ của sơ Natalie Beckett, phó tổng thư ký thường hội đồng giáo mục về cảm nhận của sơ đối với khóa học của thường hội đồng giai đoạn châu lục tại Á Châu, Bangkok. Xin chào sơ, chúng tôi đến từ Radio Vatican, Vatican News và cuộc phỏng vấn này dành cho ban Việt ngữ. À, chúng tôi xin hỏi là không biết xưa có ấn tượng gì về à, tiến trình thượng hội đồng diễn ra ở châu Á cũng như là về tài liệu đúc kết được gửi về từ khóa học tại châu Á mà Sơ đã tham dự. Thực sự ở Bangkok, tôi đã tham dự khóa họp thượng hội đồng cấp châu lục tại châu Á. Đó là một kinh nghiệm rất tuyệt vời tôi được thu hút bởi kinh nghiệm chia sẻ đời sống với những tham dự viên ở châu Á. Cách họ bước vào trong thinh lặng, trong cầu nguyện, phong cách nội tâm. Tôi đã nhận thấy trong ba ngày họp một trải nghiệm về sự biến đổi, biến đổi để dấn thân nhiều hơn trong tinh thần sáng suốt và vào cuối buổi họp đó là một niềm vui lạ thường trong buổi tối cuối cùng chúng tôi đã ca hát nhảy múa và đây là kinh nghiệm riêng của châu á các tham dự viên đã tham gia với sự nhiệt tình và dấn thân tuyệt vời đối với tiến trình thượng hội đồng và đã trải nghiệm những hoa trái tuyệt đẹp của tính hiệp hành đó là niềm vui sự hài hòa vì vậy tôi thực sự nghĩ rằng Châu Á có một món quà quý giá để chia sẻ với mọi người đó là sự tinh tế để mang lại sự hài hòa trong sự đa dạng và với sự phong phú bởi vì đó là thực tế của Châu Á nơi giao thoa rất nhiều tôn giáo và nền văn hóa vì vậy đó là một kinh nghiệm thật là đẹp vâng xin cảm ơn rất nhiều và kính chúc sớm một ngày an vui xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin hiệp hành xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin hiệp hành kỳ sau